Ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Theo Cơ quan An ninh Điều tra, đây là diễn biến mới liên quan đến Lê Tùng Vân. Trước đó, sau một thời gian tạm đình chỉ giải quyết để củng cố hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn, Cơ quan An ninh Điều tra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm về hành vi loạn luân. Tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc. Ngày 19 tháng 4, Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Đỗ Văn Thành, sinh năm 1962, trú xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, vì có hành vi dùng dao chém vợ là bà NTH, sinh năm 1960. Sau đó, ông Thành chạy về tự đốt nhà mình. Đối tượng Đỗ Văn Thành đã bị lực lượng chức năng tạm giữ ngay sau đó, nhưng do bị bỏng do đốt nhà nên đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện lực lượng công an đang theo dõi chặt chẽ đối tượng Thành 24/24 giờ. Ghi nhận của Lao động ngày 19 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn cầu GP Bank ban hành biểu lãi suất tiền gửi mới, ghi nhận tăng đáng kể tại toàn bộ các kỳ hạn, mức tăng khoảng 0,2%. Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tăng từ 2,3% một năm lên tới 2,5% một năm, kỳ hạn 3 tháng tăng từ 2,82% một năm lên 3,02% một năm, kỳ hạn 6 tháng tăng từ 3,95% một năm lên tới 4,15% một năm. Tính đến nay, các ngân hàng tăng lãi suất gồm VP Bank, Exim Bank, Kiên Long Bank, VIB, MSB, HD Bank, GP Bank. Đáng chú ý, lãi suất tại các ngân hàng Kiên Long Bank, VP Bank ghi nhận tăng đáng kể. Exim Bank điều chỉnh tăng giảm đan xen giữa các kỳ hạn. Với bàn thắng duy nhất được ghi từ cú đá phạt của Nhan Gia Hưng, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đánh bại đối thủ Trung Quốc với tỷ số 1-0, qua đó có 4 điểm sau 2 lượt trận vòng bảng giải đấu châu Á năm 2024. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Chỉ cần không thua Thái Lan, chắc chắn tuyển Futsal Việt Nam sẽ có mặt ở tứ kết.